Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh INTV. Và bây giờ sẽ là bản tin 113 online và biên tập viên Vy Anh sẽ đồng hành cùng với quý vị. Xin mời Vy Anh. Vâng, xin cảm ơn anh Thế Cương và chị Nam Hà. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, theo thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày hôm qua 5 tháng 12, tại trường tiểu học Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang đã xảy ra vụ sập đổ tường bao làm một người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là anh Trương Văn Bình, trú tại thôn Việt Thành, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Ba người bị thương hiện đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Bức tường rào bị đổ thuộc trường tiểu học Nguyễn Huệ, ngăn cách với đường dân sinh. Bức tường vừa bắt đầu thi công vào sáng ngày 5 tháng 12. Nhóm thợ với 4 người đang thi công cạo vôi vữa tường rào cũ để chát mới, sơn lại tường bao. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày thì xảy ra vụ việc. Còn vào sáng nay, lực lượng chức năng quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà khiến hai người tử vong. Vào khoảng 20 giờ 50 phút tối qua, khói lửa bùng lên từ một căn nhà nằm sâu trong hẻm đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Tân Bình phối hợp với lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, cắt điện, khống chế đám cháy. Do lửa gặp nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến cho việc dập đám cháy gặp khó khăn. Đám cháy sau đó được khống chế, cảnh sát vào bên trong phát hiện hai thi thể đàn ông, một ở khu vực gầm cầu thang và một ở tầng trệt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ngày hôm nay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thu Giang, sinh năm 1975, trú tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9 năm 2021 cho đến tháng 3 năm 2023, đối tượng Giang đã có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để thế chấp và vay mượn tiền của nhiều bị hại trên địa bàn thành phố Cao Lãnh, chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cũng với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Văn Hưởng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam. Hưởng từng là bảo vệ kiêm lái xe tại Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện. Hưởng đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng. Với chiêu bài vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ cho công tác thanh tra, đối tượng đã liên tiếp thực hiện chót lọt hành vi lừa đảo. Từ tháng 7 năm 2021 cho đến tháng 5 năm 2022, một người phụ nữ đã chuyển cho đối tượng vay tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Đến thời hạn trả nợ, Hưởng đưa ra hàng loạt lý do để xin gia hạn. Tuy nhiên, trong thực tế, toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Thưa quý vị, chỉ trong ngày 3 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Hải quan Thanh Hóa và Công an huyện Nông Cống đã phát hiện bắt giữ 2 vụ, 9 đối tượng mua bán vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy với số lượng lớn. Sáng sớm ngày 3 tháng 12, kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hoàng Anh ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống do Đặng Minh Cảnh làm chủ, lực lượng công an đã phát hiện tại tầng 3 của nhà nghỉ có 4 đối tượng, 2 nam, 2 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác định 3 đối tượng Đặng Minh Cảnh, Trần Xuân Kỳ và Quách Thành Đạt là 3 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục truy nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng đã sử dụng, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 3 tháng 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Kiều Học Trúc đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 93 viên hồng phiến. Tiếp đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa và Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang 2 đối tượng người Lào gồm Kham Phon Sỉ Vạ Hẳn và Pợt Chăn Thạ Pun Thi đang thu giữ tăng vật gồm 2 bánh heroin, 1.400 đô la Mỹ và nhiều tăng vật khác có liên quan.
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê hai bánh heroin nói trên từ Lào sang thành phố Thanh Hóa với tiền công là 1.000 đô la Mỹ. Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu vừa phát hiện một đường dây nghi vấn buôn lậu sâm từ Trung Quốc về Việt Nam và có liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn do đối tượng Lùng A Giào, sinh năm 1996, trú tại xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ, cầm đầu. Cụ thể, vào chiều tối ngày 4 tháng 12, tại bản Hợp 2, xã Giào San, lực lượng công an cùng với lực lượng trinh sát đồn biên phòng Giào San bắt giữ thành công đối tượng Lùng A Giào và đối tượng Lùng A Sang, sinh năm 2000, Lùng A Hai, sinh năm 2004, cùng chú tại xã Tung Qua Lìn về hành vi mua bán vận chuyển hàng cấm. Cơ quan chức năng thu giữ 112 kg pháo hoa, pháo nổ. Tiến hành khám xét nơi ở của Giào, ban chuyên án thu được 40 kg củ sâm. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận Lùng A Giào vượt biên sang Trung Quốc, gom mua được số pháo trên, sau đó thuê người gùi vượt biên về Việt Nam. Tại đường biên, Sang và Hai chờ sẵn rồi vận chuyển số hàng cấm nói trên đi về xã Giào San tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Số sâm bị thu giữ do Giào đã gom mua tại Trung Quốc từ trước chờ bán cho các đối tượng trà trộn quảng cáo là sâm Lai Châu. Vâng, thưa quý vị, mặc dù các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều cảnh báo, thế nhưng càng gần Tết, tình hình mua bán, vận chuyển, chế tạo, sản xuất và tàng trữ pháo trái phép vẫn diễn biến hết sức phức tạp với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi. Nhiều đối tượng chưa từng có tiền án tiền sự, thế nhưng vì lợi nhuận sẵn sàng liều lĩnh mua bán pháo với số lượng lớn. Thông qua việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, Công an tỉnh Hải Dương vừa liên tục phát hiện nhiều vụ sản xuất mua bán pháo số lượng lớn. Với hành vi mua bán tàng trữ trái phép gần 30 kg pháo nổ và tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1992 ở thành phố Hải Dương, vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương bắt giữ. Hà khai nhận mua số pháo nổ này để bán lại kiếm lời, còn ma túy mua về để bản thân sử dụng. Chưa có tiền án tiền sự, chỉ vì hám lợi trước mắt mà Nguyễn Văn Hà đã phải trả giá đắt cho hành động phạm pháp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố Hà về tội mua bán hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Chỉ vì hám lợi trước mắt mà tôi đã vướng vào vòng lao lý. Tôi mong các bạn trẻ đừng giống như tôi. Vì một chút hám lợi mà phải trả giá. Trước đó, ngày 25 tháng 10 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn đã bắt quả tang đối tượng Tải Minh Hồi, sinh năm 2003 ở tỉnh Lào Cai, đang sản xuất pháo nổ trái phép ngay tại phòng trọ thuê ở thôn Lâu Động, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn. Tang vật thu giữ là gần một tạ pháo nổ thành phẩm, 47 gram thuốc pháo và các dụng cụ để chế tạo pháo nổ. Hồi khai nhận đã sản xuất và bán cho một số người trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Với hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, Tải Minh Hồi đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong những tháng cuối năm 2023, đặc biệt là Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần, thì chúng tôi đánh giá là tình hình an ninh trật tự, trong đó đặc biệt là liên quan đến các cái vi phạm về pháo thì đánh giá là sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp. Từ cái vụ án tiếp nhận trên, chúng tôi khuyến cáo bà con là không mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo lổ cũng như pháo hoa lổ. Ngoài hành vi vi phạm về pháo thì sẽ đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đối với việc sử dụng các sản phẩm về pháo, bà con cần chú ý là mình mua các sản phẩm do nhà nước sản xuất và các cơ sở được cấp phép kinh doanh trên thị trường, không mua các loại pháo trôi nổi trên thị trường. Để đảm bảo an ninh trật tự khi Tết đến xuân về, đảm bảo an toàn cho người, tài sản cũng như không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mỗi người dân hãy nâng cao nhận thức, ý thức, đồng thời tăng cường quản lý, giáo dục con em trong gia đình, nhất là các cháu trong độ tuổi thanh thiếu niên, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý sử dụng pháo. Nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định của pháp luật về pháo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức đáng chú ý có trong bản tin 113 Online. Những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị trong bản tin 113 Online cập nhật vào lúc 15 giờ chiều nay. Còn bây giờ, chương trình An ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin hữu ích về y tế.